Loa sáng bao nhiêu vậy em? À, dạ con loa sáng trước mặt em là SK12i thương hiệu của Nanomax nha anh. Thì tại là cái giá là 2 triệu 290 nhưng mà trong line này tụi em đang khuyến mãi còn 1 triệu 990 thôi. À, anh vô trong giỏ hàng anh coi ở vị trí số 1 á, vị trí số 1 anh coi là mình mua được giá bao nhiêu nha. Loa sáng là SK12i ha. Hiện tại trong live em đã thấy đang khuyến mãi còn 1.990.000 thôi. Nên nếu mà ai mà có sự lựa chọn con loa dưới 2 triệu thì con này rất là ok, tại vì công suất của nó cũng rất là cao và nhỏ gọn đó mọi người. Nhưng mà công suất cao nha, mọi người mua sẽ không thất vọng đâu. Để mình sử dụng trong nhà anh em mình hát hoặc là mình đi picnic cắm trại thì nó cũng rất là tiện cho mình, tại vì nó rất là nhẹ gọn ha.